phủ trường sinh tập 36 Bây giờ gương mặt của nữ tu sĩ váy vàng bên dưới đất mặt nạ cũng đang mỉm cười vì đối phương rất hài lòng về phần đan phương này. Phần đan phương này tại hạ rất hài lòng nên sẽ dùng những đan dược này trao đổi được chứ. Nếu như đạo hữu đồng ý như vậy bây giờ có thể tiến hành giao dịch. Trong lòng của Lưu Ngọc biết dưới sự sơ suất của mình đã lộ ra sơ hở. Tiếp tục trao đổi có thể sẽ tổn thất nhiều đền bù hơn nhưng vẫn muốn lấy cho được đan phương vào tay. Dù sao thì dưỡng thần đan này cũng có thể ôn dưỡng thần thức, tăng trưởng thần thức, có thể sẽ có hiệu quả không mà tưởng tượng nổi với việc tu luyện tôn thần diệu pháp. Đạo hữu chắc là một luyện đan sư nhỉ, như vậy hẳn là cũng biết một phần đan phương trân quý như thế nào. Nhất là loại đan phương đặc thù có thể tăng trưởng thần thức như thế này. Chỉ dựa vào năm bình đan dược như vậy thì vẫn chưa đủ đâu. Nếu muốn trao đổi thì đạo hữu còn phải tăng thêm một ngàn linh thạch. Nữ tu váy vàng kem mở đôi môi đầy đặn, nhưng đại truyền ra giọng nói lạnh lùng chẳng hề tương xứng. Gần đây, nàng ta đã tiêu xài hơi lớn. Linh thạch bên trong túi trữ vật đang nghèo rất mỏng tơi. Lúc này, có cơ hội dĩ nhiên muốn bán nhiều thêm một chút tiền để đền bù lại khoảng thiếu hụt kia. Phần đan phương tinh thảo này của đạo hữu quá trần quý, vốn dĩ khó mà gom góp được hơn nửa năm yêu cầu thực sự quá cao. Cho dù khoảng cách luyện chế đan dược kim đan kỳ tiêu chuẩn cũng không tranh thật nhiều. Muốn khai lò luyện chế thì quá khó. Hơn nữa, trên phương diện đan phương mà nói, nó cũng chỉ có hiệu quả với tu sĩ kim đan kỳ mà thôi. Thử hỏi tu sĩ trúc cơ nào có thể gom góp một phần đan phương này không? Chỉ có sợ tới lúc thọ tận cũng chẳng thể gom đủ. Tài hạ cũng chỉ muốn nếm thử một chút, hơn nữa từ hỏi giá cả cũng đã hợp lý rồi. Nếu đạo hữu chào giá quá cao, tại hạ cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ vậy. Mặc dù lộ ra chút sơ hở, bại lộ một chút suy nghĩ, nhưng Đương Ngọc không phải dạng người dễ bị người ta nắn thóp. Trong lòng vừa động đã dùng thần thức truyền âm. Dưỡng thần đan này không có hiệu quả với tù sĩ Kim Đan, mà linh thảo luyện chế đã quý giá khó tìm, còn thêm yêu cầu quá cao. Luyện chế thành thì không nói, nhưng chú cực kỳ gần như không có tu sĩ nào có thể gom khóc đủ tài nguyên để luyện chế lưu ngọc nắm chắc về điểm này không hề lưu tình mà triển khai đánh trả cái này tuy có hơi thiếu hụt nhưng giá trị của nó là không thể chối bỏ vậy năm bình đan dược kia cộng thêm 500 linh thạch tiệm đệ tử chỉ có thể lùi bước tới như vậy thôi dưỡng thần đan thiếu hụt là sự thật đơn tu váy vàng dường như không có sở trường tranh luận khí thế lập tức bị đè ép xuống đôi một bước nhỏ một lát sau mới truyền âm tới năm bình đan giờ cộng thêm 200 linh thạch đây cũng là cực hạn của tại hạ đối với loại đan phương này ngoài trừ ta một loại đan di ra thì cũng không có tu sĩ nào có thể cho giá cao hơn được nữa đâu mời tiên tử suy nghĩ cho cẩn thận nếu không thì cứ coi như thôi vậy sớm đã chuẩn bị xong từ ngữ cần nói nhận được truyền âm của nữ tù váy vàng ánh mắt của lưu ngọc vừa lóe lên lập tức truyền âm tới trong lời nói của hắn tỏ rõ thái độ vô cùng cường ngạnh dùng một bước cũng không nhường đối mặt với nữ tu có tu vi cao hơn mình cũng chẳng hề kiếp đảm có bảy phần nắm chắc nàng ta sẽ đồng ý trên phương diện giao dịch các tu sĩ co kèm mặc cả cũng chỉ là chuyện bình thường lưu học dùng lời như vậy đồng ý với kẻ tiêu tiền như nước thế này cũng đã là chuyện lớn nhất rồi dĩ nhiên nữ tu váy vàng không muốn nhả ra Lưu Ngọc cũng không thể nào trơ mắt nhìn mình và dưỡng thần đan bỏ lỡ cơ hội. Khi đó, lập tức thay đổi thái độ mà chủ động tăng giá lên. Mặt khác, đàn phương trước mặt thật sự có thể giúp ích được không? Hơn nữa mà nói, trước mặt những tù sĩ này cũng không biết thân phận thật sự của mình. Sao cần phải nói tới chuyện thể diện? Ngài Lưu Ngọc dùng thần thức truyền âm tới. Nữ tu vái vàng im lặng, bởi vì có mặt nạ che chắn nên chỉ có thể thấy ánh mắt nàng ta chợt lóe lên dường như rơi vào suy tư nào đó giữa sân rơi vào yên tĩnh rất nhiều tu sĩ nhìn hai người biết bọn họ đang truyền âm bằng thần thức nhưng bởi vì quy tắc của hội trao đổi đều không thể đi xem trộm đạo hữu nói cũng có lý được vậy thêm 200 khối linh thạch thành giao một lát sau nữ tu vái phàng truyền âm đến đạo hữu tuyệt đối sẽ không hối hận về chuyện này cứ lấy giá này mà thành giao đi. Trong lòng Lưu Ngọc mừng rỡ, trên mặt lại không biểu hiện ra chút tâm tư gì, chỉ nhanh chóng truyền âm trả lời. Tiếp theo, hắn lấy từ trong túi trữ vật ra hai khối tinh thạch trung phẩm, tính cả thành quyền đàn và tình quyền đàn, rồi dùng pháp lực khống chế, đưa cho nữ tù vái vàng. Nữ tù vái vàng cũng đồng thời khống chế Ngọc Giản kỳ chép đan phương đưa tới chỗ Lưu Ngọc. Sau khi hai bên xác nhận xong, thì cùng nhau gật đầu lần giao dịch này coi như hoàn thành. Sau khi giao dịch hoàn thành, Lương Ngọc rõ ràng thấy nữ tu váy vàng hùng hăng trừng mắt nhìn mình một cái, giống như nàng ta bị thiệt rất lớn. Trong lòng Lương Ngọc chẳng có chút dao động nào. Đan phương này đúng là rất đáng với cái giá này. Mỗi bình đan dược có giá 450 linh thạch cùng 3 bình tinh nguyên đan, cộng thêm 700 linh thạch và hai bình thanh nguyên đan lại cộng thêm 200 linh thạch. Tổng cộng gần 3.000 linh thạch được con gì giá tiền này không coi là thấp, coi như là bán cho những cửa hàng hoặc gia tộc kia cũng không có nhiều hơn cái giá này, thậm chí còn thấp hơn một chút. Dù sao, khiếm khuyết của phần đan phương này rất rõ ràng, nó còn có phần hạn chế, như vậy bị ép giá cũng là chuyện bình thường. Ngựa không dừng phó, bình không cởi giáp. Sau khi hai người trao đổi hoàn thành, các tu sĩ kế tiếp lập tức xuất ra bảo vật của mình, đồng thời nói ra yêu cầu trao đổi Lưu Ngọc dựa vào ghế Sau khi hắn hoàn thành giao dịch Mang ý nghĩa trận này trao đổi Đã là đi tới hồi cuối Dùng giao dịch phía sau Muốn khen cũng chẳng có gì khen Không còn vật gì khiến người ta sáng mắt So với linh vật phụ trợ kết đan Cùng với tử tầm phá chướng đan Trên rất nhiều Bởi vì không cảm thấy hứng thú với đồ vật nào Sau đó Lưu Ngọc không tiếp tục ra tay Toàn bộ hành trình đều lặng lặng mà nhìn Mãi cho tới khi hội trao đổi kết thúc Xin cảm tạ các vị đạo hữu đường xa mà đến, tham gia hội trao đổi do Ngô Gia bọn ta dẫn đầu. Hội trao đổi lần này đến đây coi như kết thúc. Không trao đổi được linh vật mà mình muốn, thì các đạo hữu cũng không cần sốt ruột, lần sau vẫn có thể đến đây nhìn xem. Hội trao đổi này cứ ba năm sẽ cử hành một lần, chỉ để các đạo hữu đền bù lẫn nhau, cảm thấy hứng thú thì có thể để lại truyền âm phù. Đến lúc đó, hội trao đổi bắt đầu, bọn ta cũng sẽ kịp thời thông báo. Ngô Duy Quang mỉm cười, chắp tay với tứ phương, vẻ mặt tươi cười nói. Tù sĩ tới hội trao đổi càng nhiều, ngô gia bọn họ cũng kiếm được càng nhiều. Hơn nữa lỡ bên trong hội trao đổi xuất hiện bảo vật gì tốt, bằng vào nội tình gia tộc, sức cạnh tranh cũng chắc chắn thắng tù sĩ trúc cơ kỳ. Hơn nữa bà nói, nằm giữa con đường này, bản thân cũng coi như có một loại tài nguyên vô hình. Nhất định, nhất định rồi, đến lúc đó nhất định đến ủng hộ các tu sĩ cũng chẳng khách khí trả lời lại. Được, như vậy ngô bố tuyên bố lần giao dịch này chính thức kết thúc. Vì để cân nhắc tính riêng tư, mời các vị đạo hữu dựa theo số ghế mà chia làm ba nhóm rời đi. Dùng thời gian uống cạn nửa tách trà thì một nhóm sẽ rời đi. Căn phòng này bên dưới mặt đất có tám đầu thông với các cửa ra trong thành. Các vị đạo hữu có thể tự động rời đi. Ngô Duy Quang tuyên bố. Không hay rồi. Nghe nói như vậy, Lâm Ngọc thầm nghĩ trong lòng là không tốt Dựa theo trình tự số ghế Hắn thuộc nhóm thứ ba rời đi Mà đổi lại nhóm tu sĩ họ Chu Có được tự tầm phá trương đan Lại thuộc nhóm rời đi đầu tiên Như vậy việc tìm kiếm tung tích của họ Thật sự khó hơn rất nhiều Hơn đã trước mặt bao nhiêu người Bên trên ba tụ yếu lược Có rất nhiều thủ đoạn truy tìm tung tích Cũng chẳng dùng được Dù sao ở đây tu sĩ Trúc Cơ Có nhiều kinh nghiệm rất nhiều Hắn tự nhận mình có thể chưa thể tìm được tình trạng che giấu không chê vào đâu. Chỉ cần không cẩn thận một chút thôi là sẽ bị nhìn ra mánh khóe. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ sinh ra biến cố. Trong lòng đập tức hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Cuối cùng Lưu Ngọc Hạ quyết tâm. Sử dụng thủ đoạn trên tôn thần diệu pháp, thần thức vô hình bắt đầu động tác bí mật, lặng yên không một tiếng động, lao tới hướng bọn người tu sĩ họ chu, rơi vào bắp chân của người nào đó, ấn xuống thành một ấn ký tiêu ký vô hình. Tiêu ký này chỉ cần trong phạm vi 400 dặm, liên quan có thể thông qua chút thủ đoạn trên tôn thần diệu pháp để cảm ứng ra được từ đó truy tìm được mục tiêu. Với phạm vi thần thức tiếp cận chừng 6 dặm của hắn, so với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng không kém là bao, như thủ đoạn nhiều vẫn dựa vào tôn thần diệu pháp. Chút động tác nhỏ ấy cũng có rất nhiều tu sĩ không có nhận ra. Theo tiêu ký hoàn thành, Lưu Ngọc chậm rãi thu hồi thận thức, nhìn thấy tu sĩ giữa sân không biểu hiện ra gì khác thường, trong lòng lập tức thở dài một hơi. Tiếng của Ngô Duy Quang rơi xuống khổng lồ, cách cửa đóng chặt lập tức mở ra, vang lên tiếng vọng. Bao gồm cả tu sĩ họ Chu, hơn bởi người tu sĩ trúc cờ xếp phía trước đều đứng dậy đi xuống lầu. Các tu sĩ còn lại không có động tĩnh gì, dù sao kiểu này đúng đã có lợi cho việc mình che giấu tin tức hơn nữa mấy tên tù sĩ ngô gia vẫn còn ở ngoài cửa quan sát cũng không phải ai ai cũng muốn làm chim đầu đàn trở thành đối tượng giết gà dọa khỉ lưu ngọc khưu tông hưng nữ tử váy vàng và các tu sĩ trúc cờ khác vẫn còn lặng lặng chờ đợi trong lúc đó cũng không có trò chuyện gì ở giữa đều là duy trì cảnh giác nhất định mai cho đến hơn nửa thời gian qua đi nhóm tu sĩ thứ hai bao gồm nữ tu váy vàng cũng đứng dậy rời đi người trên bàn hình tròn đứng dậy lập tức trống trơn phần nửa có vẻ hơi trống trải hiện trường chỉ còn lại hơn mười tù sĩ trúc cơ yên lặng chờ đợi mỗi khi gặp chuyện lớn đều sẽ tĩnh khí mặc dù đã quyết định chặn giết tù sĩ họ chủ nhưng lưu ngọc vẫn là dáng vẻ thành thời ngồi đó trong lòng còn vô cùng bình tĩnh sau thời gian uống hết một chén trà qua đi với tốc độ của trúc cơ trung kỳ cũng chẳng chạy được bao xa nhiều nhất là phạm vi vài chục dặm chỉ cần không cao hơn phạm vi bí thuật cảm ứng, như vậy sẽ có thể sử dụng thuyền tổn phong theo đuôi. Tất cả cũng đã chắc hơn 9 phần. Khâu đạo hữu, tại hạ còn có việc quan trọng phải xử lý, đợi chút nữa sẽ không rời đi cùng ngươi. Lương Ngọc dùng thần thức truyền âm tới rồi nói trong một câu. Khưu tổng Hưng dẫn hắn tới đây cũng đã coi như một trận giao dịch. Đã giao dịch xong, vậy hai người không còn cái gì phải bàn giao. Dĩ nhiên không cần thiết cùng nhau rời đi. Được, Hồng Đạo Hữu đã có chuyện quan trọng cần xử lý, vậy cứ chia ra mà làm. Hồng Đạo Hữu sau này gặp lại. Nếu có đan dược trúc cơ kỳ, trước hết phải cân nhắc tới gia bình cư đấy. Tài hạ chắc chắn sẽ cho một cái giá tốt hơn thị trường để thu mua. Khưu Tông Hưng trả lời, tràn đầy ý cười, xoay đầu lại gật đầu nói. Biết Lưu Ngọc là luyện đan sư, có thể luyện ra được trúc cơ đan. Thái độ của hắn ta lập tức thay đổi 180 độ so với trước suy nghĩ muốn giao hào càng mãnh liệt chưa từng có. Luyện đan sư có thể luyện ra trúc cơ đan cũng không nhiều, nhưng như có thể giao hào với vị hồng đạo hữu này, từ đây có thể dài hạn thù mùa trúc cơ kỳ, trúc cơ đan từ chỗ người ta. Lo gì chuyện làm ăn của gia bình cư nữa. Giờ phút này khâu tông hưng vô cùng hối hận, bởi vì làm thù hạ dẫn đường chỉ lấy 200 khối linh thạch. Lần sau nhất định, lần sau nhất định, Cầu đạo hữu, sau này còn gặp lại. Thời gian uống hết nửa chung trà trôi qua rất nhanh. Các tu sĩ còn lại bắt đầu lần lượt rời đi. Lưu Ngọc đứng dậy chắp tay, dùng thần thức truyền âm tới. Nói xong, hai người cùng đi xuống cầu thang, lần lượt chắp tay từ biệt, giống như bạn hữu nhiều năm. Sau đó mệnh ai, nường lấy đi, tiến tới các cửa khác nhau. Giống với khi Lưu Ngọc tham xã hội đấu giá dưới mặt đất, lúc còn ở luyện khí kỳ. Lúc này lồng bột của khu vực này đã xuất hiện 8 cái cửa hang theo quy tắc hình vuông. Hiện ra 8 con đường thông với những nơi khác nhau. Con đường cũng không phải chỉ một màu đen kịt, còn có ánh đèn nhàn nhạt, Lưu Ngọc thì cựu từng hưng đi vào một cửa hang. Sau đó mình không có do dự nữa, lựa chọn một cái cửa hang trong số đó. Thuận theo bậc thang mà đi xuống. Sau khi đi vào, trên tay của hắn, ấn pháp quyết duy trì cự phong thuật của mình lập tức tăng nhanh tốc độ, chớp mắt một cái đã trượt ra một khoảng năm sáu trượng, trong mắt phạm nhân gần như chỉ còn tàn ảnh. Trong lính giác nhạy cảm, ước chừng khoảng cách mười dặm, một cái cửa nhỏ xuất hiện trước mắt. Không có tu sĩ nào trông coi, cũng không có cơ quan trận pháp. Thần thức quét xuyên qua cửa nhỏ, phát hiện không có gì khác thường. liêu Ngọc mở cửa nhỏ ra, xuất hiện bên trong một nhà dân bài trí bình thường. Không hề do dự gì nữa, hắn lập tức sử dụng bí thuật truy tìm tung tích trên tôn thần diệu pháp. Trong tay nhanh chóng bắt lấy pháp quyết, cảm ứng vị trí tiểu ký. Trên mặt của Lương Ngọc không hiện vui giận, đột nhiên hơi rung động, lộ ra nụ cười mỉm. Hắn thông qua bí thuật mà cảm ứng được, tu sĩ họ Chu cũng không hề rời khỏi phòng huyệt thành, vẫn còn chậm rãi đi dạo trong đó, sang vẻ giống như đi dạo trong thành vậy. Như này cũng tốt, giảm bớt rất nhiều công sức tìm kiếm của ta Lưu Ngọc cười mỉa mai, sau đó chỉ một ngón tay, đóng lại cửa nhỏ vừa xuất hiện. Từ bên ngoài nhìn vào, chỗ cửa nhỏ cũng chẳng khác mặt đất là bao, không có sở hở gì. Nếu không cẩn thận kiểm tra, vốn không kỵ bên dưới, lại ẩn giấu một con đường. Xem ra thời gian kinh doanh của cô gia cũng không ngắn. Lưu Ngọc yên lặng ngẫm nghĩ, đẩy cửa phòng đi ra bên ngoài, xuất hiện ở một khu tương đối náo nhiệt, rời khỏi khu tán tu với những liều vải liên miên. Sau khi ra cửa thì chân không dừng lại, đi về phía trung tâm vọng Nguyệt Thành. Bên cạnh phủ thành chủ có một cửa hàng mở một căn phòng bán linh thực, chọn vài món linh thực và một bình linh tửu tự rót tự uống. Vọng Nguyệt Thành có bốn cửa thành phân thành Đông Tây Nam Bắc. Lâm Ngọc không thể nào biết tù sĩ họ chu làm xong việc rồi sẽ rời đi từ cửa thành nào. Nhưng nơi này là trung tâm của thành tri. Khoảng cách với bốn cửa thành đều không khác gì nhau lắm cho dù từ nơi nào đi cửa ra khoảng cách đuổi theo đều như nhau tu sĩ linh giác vô cùng nhạy cảm trước mắt lưu ngọc không thể nào khống chế sát ý của mình thật hoàn hảo nếu không cách truy đuổi quá gần thì sẽ bị người ta phát giác khiến cho người ta cảm giác được mà cảnh giác từ đó sẽ dễ hỏng chuyện tốt của mình ra ngoài đúng là có đủ loại việc cần phải xem xét cuối cùng hắn lựa chọn bí mật viễn siêu định vị đợi tu sĩ họ trù ra khỏi phòng nguyệt thành thì sẽ nhanh chóng đuổi theo không cho người ta có phản ứng đã dùng thủ đoạn lùi đình giết chết cứ như vậy qua hai canh giờ mỗi được canh giờ lưu ngọc lại thi triển một lần bí thuật cảm ứng vị trí tiêu ký kia nhưng bên trong đó vị trí dao động so với vị trí ban đầu đều sẽ có chút biến hóa lúc ấy trong mặt mọi người không thể làm cái gì nhiều cái này dù sao cũng chỉ là tiêu ký đơn giản nhất thi triển bí mật quá nhiều, tấp nập, rất có thể bị cảm ứng ra. Cho nên qua hơn nửa canh giờ, thi triển một lần là thích hợp nhất. Bật tri bất giác, linh thực cũng chỉ còn lại cơm thừa canh cặn. Linh tử cũng đã không còn một giọt. Hai tay Lưu Ngọc bấm một cái pháp quyết để thi triển bí thuật cảm ứng vị trí của tu sĩ họ Chu. Đột nhiên, Lưu Ngọc sầm mặt lại, trở nên hơi khó coi. Bởi vì lần thi triển bí thuật này, thế mà không cảm ứng được vị trí của tu sĩ họ chụp xuất hiện loại tình huống như thế này có hai khả năng lớn nhất một là khoảng cách vượt xa phạm vi bí thuật cảm ứng hay là tiêu ký đã bị phát hiện đã bị hủy đi dĩ nhiên không thể cảm ứng ra được trong lòng của lưu ngọc hướng về loại khả năng thứ hai nhiều hơn bởi vì trước mắt phạm vi bí thuật cảm ứng là khoảng 400 trăm dặm xung quanh với tốc độ này của tu sĩ trúc cơ cho dù có pháp khí tốt cũng khó mà làm được điều này. Bản thân của hắn tự hỏi cho dù sử dụng thuyền độn phong vẫn còn kém một chút. Nửa canh giờ qua đi, phi độn tới ngoài phạm vi bí thuật cảm ứng. Khả năng này cực thấp. Trái lại tiêu ký bị phát hiện, từ đó bị hủy, có khả năng rất lớn. Trong lúc bị tình huống đó giới hạn, thần thức tiêu ký chỉ còn lưu lại trên y phục bắp chân nào đó của tu sĩ họ Chu. Tuy nói tương đối bị ẩn, nhưng cẩn thận kiểm tra thì việc bị phát hiện vẫn là trong tầm kiểm soát. Trong lúc bị tình huống đó giới hạn, thần thức tiêu ký chỉ còn lưu lại bên trên y phục ở bắp chân nào đó của tu sĩ họ Chu. Tuy đó tương đối bí ẩn, nhưng cẩn thận kiểm tra thì việc bị phát hiện cũng không thấp. Mà tiêu ký đơn giản như thế, phá hủy cũng vô cùng đơn giản. Một hỏa cầu thuật là ngay cả y phục cũng biến thành cho bụi. Không nghĩ tới lần đầu ra tay lại bị thất bại thế này. Liêu Ngọc khẽ lắc đầu cười khổ không thôi Tiếng tiền rơi khỏi cửa hàng Sau khi đi một vòng lớn Xác định không ai theo dõi Lập tức đi tới động phủ ở thành nam Dưới tình huống không ai chú ý Hắn dùng thần thức không ai hay biết Mở ra trận pháp Trở lại động phủ Cởi bỏ ngụy trang hiện ra tướng mạng ban đầu Ngồi lên băng ghế bên cạnh bàn đá Nơi đại sảnh Liêu Ngọc tổng kết lại nguyên nhân thất bại Cùng thu hoạch của lần trao đổi này Càng nghĩ, càng cảm thấy mình cũng không biết sai lầm ở đâu. Tuy mình có ẩn linh thuật giúp ẩn giấu tù vi và ký thức, nhưng cũng không hoàn toàn khống chế sát ý, không phát ra ngoài. Lại thêm nhiều nguyên nhân khác, lựa chọn bí thuật định vị cự đi xa cũng không sai sót. Cuối cùng thì Lưu Ngọc loại trừ khả năng vượt qua phạm vi cảm ứng, mà tiêu kỳ biến mất cũng không biết rõ nguyên nhân. Loại dấu hiệu này, mặc dù đơn giản, nhưng trúc cơ phát hiện cũng rất thấp. Tù sĩ si họ chu có thể phát hiện cũng phá hủy tiêu ký cũng không nhất định là do mình cũng có thể do bằng hữu có tu vi thâm hậu phát hiện nhưng mà kệ nguyên nhân gì chỉ có thể nói khí số gã chưa chết chỉ tiếc viên tử tâm phá chướng đàn kia thôi lưu ngọc yên lặng nghĩ thầm lúc này ngoại trừ đang tiếc ra thì cũng không có ý tưởng gì khác cả dù sao hắn thông qua ma tu yếu lược mà hiểu rõ còn như kim đan lão ma có ở trúc cơ kỳ sàn giết cũng không phải lúc nào cũng thuận tay. Trong vài lần cũng có thể được hơn phân nửa cũng coi như tốt lắm rồi. Hội trao đổi lần này không đạt được đan phương tu vi tịnh tiến và công pháp luyện thể, nhưng có thể có được đan phương dưỡng thần đan cũng là một chuyện đi không tồi. Mặc dù trước mắt muốn nhất là một bộ công pháp luyện thể thượng thừa, nhưng sao có thể chuyện đau cũng như ý, cũng chỉ có thể đi một bước rồi tính một bước. Lưu Ngọc lấy ngọc giản ghi chép đan phương ra, dùng thần thức dò xét vào trong, bắt đầu quan sát toàn bộ nội dung. An hồn thảo, Từ yên quả, bạch linh sâm quả. Nhiều năm như vậy, hành vi vẫn luôn thu thập hạt giống linh thảo cũng có được hiệu quả. Lưu Ngọc ngạc nhiên khi phát hiện ra, luyện chế dưỡng thần đan cần nhất là linh thảo, mà trong thiên phủ đều có hạt giống của những loại này. Trong lòng của hắn hơi vui mừng, như này không thể nghi ngờ đã giảm bớt rất nhiều công sức để đi thu thập linh thảo. Đi tới trung tướng tiền phủ, thúc hạt giống là xong. Không cần thời gian bao lâu đã có thể luyện chế ra dưỡng thần đan. Dưỡng thần đan dùng ăn hồn thảo và một góc tử yên quả xem như là dược liệu chính. Cộng thêm 29 loại phụ liệu, dựa theo tỷ lệ khác nhau là có thể luyện chế thành. Dược liệu chính là dược liệu phụ cộng lại, có tới 31 loại. Đây là từ lúc luyện đan tới nay liêu ngọc gặp phải loại đan dược cần tới luyện chế khó thế này cho dù là thanh nguyên đan dùng cổ phương cũng không thể so được dưỡng thần đan chủ yếu có tác dụng tới mát tăng trưởng thần thức đương nhiên cũng có tác dụng an hồn định hồn trải qua dược hiệu phụ phối hợp thêm hoàn toàn phát huy hiệu quả của an hồn thảo so với dùng linh thảo phục dùng thì hiệu quả tốt hơn không phải chỉ một bậc suy nghĩ một chút Liêu Ngọc lập tức thả ngọc giản về lại túi trữ vật, để lấy ra linh thảo tâm đắc quan sát một hồi. Đợi khi tâm hồn không chút gần sóng nữa, lập tức tới luyện công pháp, bắt đầu tu luyện mỗi ngày. Hắn khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, đầu tiên là dùng thanh nguyên đan tu luyện thành dường công pháp, hoàn thành công việc mỗi ngày luyện khí để tăng cường tu vi. Sau đó nuốt vào an hồn thảo để an hồn, tu luyện ba lần tôn thần diệu pháp chậm rãi tăng cường phạm vi của cường độ và thần thức lên. Đây là nhiệm vụ tu luyện mỗi ngày. Mười mấy năm qua đã tu luyện thành ra như vậy. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tu luyện, hắn lập tức tiến vào trong tiên phủ, tìm ra từng hạt giống linh thảo cần thiết, Chế ra dưỡng thần đan, bắt đầu thúc bên trong linh điền en tuyền. Đồng thời tĩnh ngộ đan dược, đan phương chế dưỡng thần đan, linh thảo trưởng thành toàn bộ, đan phương cũng hoàn toàn hiểu hết Lưu Ngọc không có lập tức luyện chế ra dưỡng thần đan này, mà là điên cuồng luyện chế thanh nguyên đan, hoàn toàn không chế thủ pháp luyện đan bên trong thanh trúc đan kinh, sau đó mới chính thức bắt đầu luyện chế dưỡng thần đan. Dù sao, thúc một phần linh thảo luyện chế dưỡng thần đan cũng không cần quá 50 linh thạch. Đối với Lưu Ngọc mà nói cũng không phải số lượng nhỏ, không thể tiêu xài hoang phí. Duy trì ngự phong thuật, liên tục bồn tàu bên trong khu rừng, Lưu Ngọc đã đạt thần thức tới phạm vị bảy dặm, liếc mắt nhìn bốn phía vô cùng cẩn thận. Thoáng cái ba năm đã trôi qua, nhiệm vụ tông môn lại được gửi đến. Lần này thời gian ban năm nhưng cũng có thu hoạch khá lớn. Mặc dù nhận được sự chiếu cố từ nghiêm gia, nhưng dù sao phạm nguyệt thành cũng không phải chỉ có mình nghiêm gia, mà là do ba vị kim đan trưởng lão cùng nắm quyền. Mọi người đều là đồng môn, sự công bằng bên ngoài vẫn phải được duy trì dưới tình huống như vậy có rất nhiều tu sĩ thân tộc nghiêm gia muốn ra tiền tuyến chiến trường huống chi là một ngoại nhân như lưu ngọc vì vậy lần này lưu ngọc không thể tránh thoát khỏi việc bị sắp xếp một nhiệm vụ có phần nguy hiểm hắn phải tập kích một mạch khoáng ở biên giới kính châu của hợp hoan môn yêu cầu phải phá hủy mạch khoáng không thể tiếp tục khai thác bình thường ở đây hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý đối với sự sắp xếp như vậy loại nhiệm vụ này có thể rất nguy hiểm đối với một tu sĩ trúc cơ bình thường. Nhưng đối với Tiểu Ngọc hiện tại mà nói thì chưa chắc là vậy. Với thực lực bây giờ của hắn, chỉ cần không đụng phải những nhân vật như hợp hoàn lục tử hoặc bị vây công, mai phục thì ta ra độ nguy hiểm rất nhỏ. Tất cả sức mạnh đều xuất phát từ thực lực của bản thân. Nếu một lòng muốn chạy trốn, dưới tình huống tu sĩ Kim Đan không ra tay thì không có nhiều người có thể giữ chân hắn khi hắn đã trúc cơ kỳ thần thức quan sát tình hình phía dưới tất cả cảnh vật đều cực kỳ rõ ràng bãi cỏ bùn đất cây cối sông suối đều rõ ràng rành mạch trong thần thức thậm chí ngay cả những con sầu chôn sâu dưới lòng đất cũng được nhìn thấy một cách rõ ràng ngoài trừ những tu sĩ chấp hành nhiệm vụ thì công phát hiện bóng dáng của tu sĩ hợp hoan môn ở vùng phụ cận chuyện này khiến cho lưu ngọc thở phào nhẹ nhõm hắn thu hồi thần thức nhưng sợi dây trong lòng vẫn không thả lòng cùng hắn chấp hành nhiệm vụ lần này có chính tu sĩ trúc cơ 70 với đệ tử luyện khí kỳ trung hậu kỳ đáng nói chính là trong số những tu sĩ trúc cơ chấp hành nhiệm vụ lần này có hai tu sĩ mà lưu ngọc khá quen thuộc theo thứ tự là trang thế long người đã cùng hắn đến vọng nguyệt thành còn có tạ tuấn kiệt người đã trao đổi luyện đan truyền thừa của hoàng gia hai người này dường như quen biết nhau vừa di chuyển vừa nói chuyện với nhau lưu ngọc trong lúc thì suy nghĩ đã quay đầu nhìn sang không ngờ rằng tạ tuấn kiệt lại đúng lúc quay lại sắc mặt của hai người như bình thường ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu chào nhau một cái Tu sĩ không biết còn tưởng rằng quan hệ của hai người rất tốt nhưng lúc hai người quay đầu đi thì ý cười hoàn toàn biến mất tốt nhất là không nên chọc vào lưu bỗ nếu không đừng có trách hai mắt của lưu ngọc hơi nhau chẳng qua tu sĩ trúc cơ trung kỳ bình thường đã rất khó có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của hắn. Người đáng chú ý nhất trong đội ngũ cũng không phải hai người này, mà là một nam nhân mảy kiếm mắt sáng, thân hình cao lớn, mặc y phục màu lam. Ở bên trong đình giác, người này là người mạnh nhất mà Lưu Ngọc từng gặp qua, trừ kim đan trưởng lão ra. Khí tức quanh người gã cực kỳ mạnh mẽ, còn mạnh hơn một bậc so với Lý Bất Đồng đã khiến cho hắn cảm thấy vô cùng áp lực. Hắn tự đánh giá bản thân là không hề có phần thắng nào nếu hai người là đối thủ. Chu Trác Phong Người này là một trong tam anh tứ kiệt của Nguyên Dương Tông, xếp hạng thứ tư. Chẳng những tu vi của gã đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, mà gã còn là tu sĩ đôi linh căn, danh tiếng và thực lực mạnh mẽ lan xa không gì có thể sánh được. Là nhóm tu sĩ trúc cơ kỳ đứng đầu, bọn họ còn được coi trọng hơn trưởng môn Trang Tử Lăng ở Nguyên Dương Tông. Ngay cả tu sĩ như chú Trác Phong cũng phái ra, xem ra Tông môn rất coi trọng nhiệm vụ lần này. Trong mắt của Lưu Ngọc lóe lên một suy nghĩ rất sâu xa. Mặc dù nhiệm vụ lần này tu sĩ trúc cơ chỉ có 9 người, nhưng thực lực mỗi người đều cực kỳ mạnh mẽ, bao gồm cả chú Trác Phong thì có ba tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, bốn tu sĩ trúc cơ trung kỳ tu sĩ trúc cơ sơ kỳ thì có hắn và một người khác tu vi bình quân cũng ở mức trúc cơ trung kỳ đã được xem như là tương đối cao hơn nữa đều là những tu sĩ đức cao vọng trọng có pháp khí mạnh mẽ trong tầng môn tuy tiện đánh tan một tiểu đội trúc cơ tu sĩ cũng không có vấn đề gì mặc dù tiểu đội trúc cơ bình thường cũng chính là do chín người tạo thành nhưng phần lớn tu vi đều là trúc cơ sơ trung kỳ cũng không phải tất cả đều là tu sĩ của tông môn chiến lược thực tế không đồng đều còn Lông mới có thể so sánh để phòng ngừa bị phát hiện trước 79 tu sĩ đã hạ xuống cách mục tiêu 100 dặm sau đó bọn họ cũng không thể đi tiếp cho nên trong khoảng thời gian ngắn ngủi này bọn họ tranh thủ nói chuyện với nhau trong khi lưu ngọc đang cảnh giác suy nghĩ cây cối và đồng cỏ dần trở nên thừa thớt màu xanh lá cây phía xa bắt đầu giảm dần sau đó là một vùng đất hoang màu vàng xuất hiện trước mắt, rải rác với vài màu xanh lá cây lẻ tẻ. Phạm Vinh nhìn thấy có thể đạt được là hai ngọn đồi bình thường cao hơn 100 trượng. Giữa hai ngọn đồi có một sơn cốc vô cùng rộng lớn, nhìn dần dần hiện rõ trong tầm mắt. đường đoạn sau của giờ dậu, chỉ còn lại ánh dương. Với thị lực của tu tiên giả thì có thể thấy rõ từng tên thợ mỏ đang xếp hàng để giao thu hoạch của ngày hôm nay sau đó nhận thức ăn rồi trở về túp lều nghỉ ngơi. Mỏ quặng tử tinh. Tiếp cận được mục tiêu nhiệm vụ, thân hình của Chu Trác Phong dừng lại, cả phất tay ra hiệu cho mọi người dừng bước. Mượn địa hình ẩn nấp, phòng ngừa bị tu sĩ hợp hoàn bồn phát hiện ra. Đợi đến giờ tí, Đình buông lòng cảnh giác thì bắt đầu tập kích, phải một lần là thành công. Nếu có người nào không cẩn thận bị tu sĩ hợp hoàn bồn phát hiện thì sẽ dựa theo môn quy mà nghiêm khắc xử lý, tuyệt đối không thả thứ. Chủ Trác Phong nhìn Sơn Cốc một lúc, rồi xoay người nhàn nhạt, nhạt phân phó. Gã thân là Tam Anh Tứ Kiệt, được cao tầng tông môn coi trọng. Thực lực của bản thân lại là mạnh nhất ở đây, cho nên gã tự nhiên trở thành người lãnh đạo duy nhất. Lúc này gã lên tiếng, đương nhiên sẽ không có chuyện không nghe lệnh. Vâng, chú sư huynh. Bất kể là tu sĩ trúc cơ kỳ hay là đệ tử luyện khí kỳ thì đều âm âm lĩnh mệnh, sau đó đều tự mình đi tìm chỗ để ẩn nấp. Lưu Ngọc nhảy lên một cái cây cành lá xung xuây tươi tốt, trong một cành cây lớn nhất rồi ngồi xuống. Một luồng thần thức tiến vào tu chữ vật để kiểm tra pháp khí, linh khí, linh phủ, phụ bảo các loại. Xác định mọi thứ đều đã được đặt ở vị trí quen thuộc, có thể tâm niệm vừa động thì lập tức xuất hiện mục đích chính của nhiệm vụ lần này của tông môn chính là cố gắng phá hủy mỏ quạng này dùng hết khả năng giết chết tù sĩ thợ mỏ trong mỏ quạng khiến cho mỏ quạng tê liệt không thể vận hành như bình thường ít nhất là trong vòng mười mấy năm không thể khai thác bình thường tạo thành tổn thất cho hợp hoàn môn mỏ quạng tử tinh khai thác nguyên thạch tử tinh trải qua quá trình tinh tế phức tạp thì có thể thu được một loại nguyên liệu luyện khí tên là lưu huỳnh tử tinh lưu huỳnh tử tinh được tinh luyện từ tử tinh thạch là nguyên liệu phụ trợ cực tốt để luyện chế pháp khí cực phẩm thượng phẩm chỉ cần lúc luyện khí trộn vào một lượng nhỏ thì có thể khiến cho nguyên liệu dung hợp càng thuận lợi đồng thời linh lực vận chuyển ở bên trong cũng sẽ lưu loát hơn nhiều mỏ quặng này cũng không hề nhỏ lượng quặng tử tinh thô khai thác được cực kỳ khả quan nếu tinh chế thành lưu huỳnh tử tinh rồi đem bán như linh thạch thì hàng năm hợp hoan môn đều có thể thu về một khoản thu nhập không hề nhỏ. Tầm quan trọng của mạch khoáng này không hề kém hơn so với linh dược viên bính tự lục hào của Nguyên Dương Tông. Nếu như có thể khiến cho nơi này tê liệt, thì đây tuyệt đối là một loại đả kích không hề nhỏ. Chỉ là không giống với linh dược viên, nơi này cách cửa ngõ Kính Châu, Thiên Khung Thành, vẹn vẹn chỉ 180 dặm. Với tốc độ bay của tu sĩ trúc cơ trung kỳ, thì không đến được canh giờ là có thể chạy đến. Thiên Khung Thành và Vọng Nguyệt Thành lần lượt nằm ở nơi xa nhất của thành Kính Châu. Một Bắc một Nam từ xa nhìn nhau, quy mô ngang nhau. Kim Đan trưởng đạo của Hợp Hoan Môn cũng chỉ huy ở trong thành. Cho nên khi chiến đấu, tuyệt đối không thể kéo dài, nếu không nhất định sẽ rơi vào tình thế bất lợi. Trường đạo phái Chu Trác Phong ra là vì đã cần nhắc đến phương diện này. Lưu Ngọc lặng lẽ nghĩ đến, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để chạy trốn ngay lập tức. Có điều mọi việc đều có cái lợi cái hại, bởi vì mọi quãng tử tinh quá gần thiên khung thành, cộng thêm chiến trường trực diện và nguyên nhân từ các điểm tài nguyên khác đều cần nhân lực, cho nên số lượng tu sĩ hợp hoàn môn không tính là nhiều. Căn cứ vào tin tức của đám tử tinh được sắp xếp trong hợp hoàn môn truyền về. Cho dù là trong tình thế khẩn cấp, thì cũng chỉ có chín tên tu sĩ trúc cơ cộng thêm bảy tám mươi tu sĩ luyện khí hiện tại chỉ biết ít hơn chứ không nhiều hơn đương nhiên ít là chuyện ít có thể tập kích địch bất ngờ và lấy được ưu thế trước là tốt nhất mà mỏ quặng tử tình quan trọng không nhỏ cho nên các trạm canh gác ngầm sẽ không thiếu ban ngày rất dễ bị phát hiện ban đêm thì có thể tiến vào gần hơn càng có lợi cho bên mình theo thời gian trôi qua mặc dù mặt trời không cam lòng nhưng vẫn phải chìm xuống dưới đường chân trời tia sáng còn lại cuối cùng Cũng đã biến mất hoàn toàn Bầu trời đầy sao tối nay Đặc biệt ảm đạm Mặt trăng không thấy tăm hơi Bầu trời tối hơn bao giờ hết Trời tối trăng bờ Thích hợp ám sát giết người Phạm vị bóng tối Có lợi với phe mình 79 tu sĩ chấp hành nhiệm vụ Lặng lặng chờ đợi Lúc này bọn họ đã không còn tâm tư nói chuyện đa số đều lấy pháp khí ra yên lặng lau chùi. Tất cả bọn họ đều biết rằng trận đấu ác liệt tối nay là điều không thể tránh khỏi. Nhiệm vụ bắt đầu, tốc chiến tốc thắng. Giờ tí đã đến, lời nói của chủ trác phong truyền đến tai mỗi một tu sĩ trong rừng cây. Sau đó là một trận âm thanh rầm rầm vang lên. Chấp sự trúc cực kỳ ở đây, đây từ tuyển khí kỳ không thể không đĩnh mạnh Sau đó bọn họ đi ra khỏi rừng cây, bước vào vùng đất hoang, xuất phát tiến về phía sơn cốc giữa hai ngọn đồi mục tiêu nhắm thẳng vào quãng mỏ tử tinh tu sĩ trúc cơ ở mười dặm phía trước mở đường tu sĩ luyện khí kỳ ở mười dặm phía sau vững vàng bước về phía trước bảy tám chục thân ảnh lặng lẽ không một tiếng động tiếp cận mỏ quặng tử tinh giữa cánh đồng hoang dã thỉnh thoảng vang lên những tiếng kêu thảm thiết nhưng chưa kịp vang xa hơn đã lập tức biến mất đây là những trạm gác ngầm Đừng bố trí bên ngoài mỏ quặng. Đáng tiếc đều chỉ có tu sĩ luyện khí kỳ, lại bởi vì là mỏ quặng cách thiên không thành quá gần. Mấy thập kỷ gần đây cũng chưa bao giờ bị tập kích, cho nên rất buồn lòng về chuyện cảnh giác. Mặc dù những tu sĩ hợp hoàn môn này che giấu không tệ, nhưng dưới sự tìm kiếm chăm chú của tu sĩ trúc cơ, thì căn bản không có chỗ để ẩn giấu. Thậm chí còn có một số tu sĩ không biết bản thân đã chết như thế nào từ đầu đến cuối đều không kịp truyền tin đi. Một bên giải quyết trạm khác ngầm, một bên vững vàng tiến lên. Tu sĩ quyền dường tông lợi dụng bóng đêm chậm rãi tiếp cận. Từ lúc mới bắt đầu đã 50 dặm, chậm rãi tiếp cận vào phạm vi 20 dặm. Lúc này tất cả mọi người đã đứng bên trên một hai ngọn đồi nhỏ, nhìn xuống mỏ quặng tử tinh trong sườn cốc. Trong mỏ quặng chỉ có ánh sáng lẻ tẻ, không thể xua tan bóng tối nồng đậm vẫn duy trì sự im lặng ban đầu có nghĩa là đoàn người nguyên dương tông vẫn chưa bị phát hiện gật đầu ra hiệu với nhau mấy vị tu sĩ trúc cường quyền dương tông không hề do dự dựa theo tiết tấu lúc trước chậm rãi tiến về phía mỏ quặng hai mươi dặm mười sáu dặm mười ba dặm rồi mười dặm tiếp cận mỏ quặng mười lăm dặm có nghĩa là bọn họ đã hoàn toàn tiến vào tầm mắt của tu sĩ hợp hoan môn chỉ cần quân địch sắp xếp một trạm khác khác ở ngay trên đồi thì có thể dễ dàng phát hiện ra đoàn người nguyên dương tông đang tới. Mặc dù chín tu sĩ trúc cơ đã quét sạch trạm các ngầm, nhưng đối với trạm các trên gọn đồi thì lại bất lực. Bọn họ chỉ có thể kiên trì đi tiếp, có thể bị phát hiện muộn bao nhiêu thì tranh thủ bấy nhiêu. Địch tập kích! Từ khoảng cách 15 dặm đến 10 dặm, mặc dù tu sĩ hợp hoàn môn đã an nhàn trong thời gian dài nên có hơi buông thả, nhưng cuối cùng vẫn phát hiện ra nhiều tu sĩ quyền dường tông đang tới. Dù sao tám mươi người, thật sự quá rõ ràng rồi. Mà ẩn thân thuật đơn giản, căn bản, không thể che giấu được gì dưới thiền nhãn thuật. Theo một tiếng thét dài, trạm các trên ngọn đồi cuối cùng cũng phát hiện ra đám tu sĩ không có ý tốt này. Kịp thời đưa ra cảnh báo cho mỏ quặng. Bầu trời đêm im lặng bị phá vỡ bởi một tiếng thét dài. Bảy tam đạo ánh sáng trắng nhanh chóng bay vào mỏ quặng. Không xong rồi truyền âm phu. chủ trác phong lưu ngọc và các tu sĩ trúc cờ khác nhanh chóng phản ứng bọn họ biết đã bị phát hiện người và 15 đệ tử nhanh chóng đi loại bỏ trạm gác bên ngoài không được trừ lại một tên đệ tử hợp hoàn môn nào sau khi hoàn thành thì quay lại tụ họp vì đã bị phát hiện chủ trác sơn nhanh chóng điều chỉnh sách được tiếp tục ẩn đắp thì quá là tự đờ mình dối người cho cả dứt khoát trực tiếp phần phó 15 đệ tử đi chém giết trạm gác mà các tu sĩ còn lại thì quang minh chính đại, dùng tốc độ cao nhất tiếp cận mỏ quặng, không còn lén lút kiềm chế tốc độ nữa. Không cần nhiều đời, lúc phân phó đệ tử tuyển khí kỳ, Lưu Ngọc, Tạ Tuấn Kiệt, Tràng Thế Long và năm tu sĩ trúc cơ khác đã lấy pháp khí ra, hóa thành các loại ánh sáng, dùng hết tốc lực tiến về phía trước. Mười dặm đối với tu sĩ trúc cơ điều khiển pháp khí mà nói thì chỉ nằm một khoảng cách nhỏ. Chưa đến nửa khắc đồng hồ đã đến gần rồi đáng tiếc là cảnh báo của trạm gác hợp hoan môn cuối cùng đã có tác dụng trước khi đám người lưu ngọc tiếp cận thì một đồng ánh sáng màu đỏ nhạt đã bao phủ hơn một nửa mỏ quặng đang dần dần sáng lên màu sắc thay đổi từ đỏ nhạt sang hồng và dần dần chuyển sang màu đỏ đậm lưu ngọc nhíu mày không cần suy nghĩ cũng biết con người đang toàn lực điều khiển trận pháp sử dụng trạng thái tiêu hào thấp toàn lực vận hành pháp trận sức mạnh của trận pháp đang bắt đầu hồi sinh Mặc dù trong lòng tám vị tu sĩ trúc cơ cùng nguyên dương tông có đủ loại suy nghĩ, nhưng động tác trên tay lại không hề chậm chút nào. Ánh sáng còn chưa hạ xuống, thì đã không hề do dự xuất ra pháp khí cực phẩm đánh vào trận pháp. Từ lúc cảnh báo của trạm gác đến lúc tiếp cận tấn công, thì thật ra không hề trôi qua bao nhiêu thời gian. Có thể thấy được toàn bộ tu sĩ trúc cơ của hợp hoan môn còn chưa tập hợp đông đủ, vẹn vẹn chỉ có ba món pháp khí bay ra ngăn cản tu vi của tu sĩ trúc cơ nguyên dương tông tương đối là cao thực lực tu sĩ chấp hành nhiệm vụ lần này đều đạt trên tiêu chuẩn tám món pháp khí chỉ có hai món bị ngăn trở sáu món pháp khí cực phẩm còn lại càn quét rất nhiều pháp khí của tu sĩ luyện khí kỳ pháp thuật ngăn cản đánh vào lồng ánh sáng màu đỏ rầm rầm liên tiếp sáu tiếng nổ lớn vang lên triệt để đánh vỡ sự im lặng của đêm đen lan rộng trong vùng hoang xã uy năng của trận pháp vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn. Lồng ánh sáng đỏ trải qua sự tấn công kịch liệt liên tục rung động không ngừng. Mặt ngoài nhất thời xuất hiện sáu cái hố nhỏ. Hơn được ánh sáng khu vực hố nhỏ dần ảm đạm đến gần như là trong suốt. Bên trong trận pháp còn có một tu sĩ trúc cơ mặc xa y màu hồng nhạt. Một nữ tu sĩ với khuôn mặt quyến rũ xinh đẹp đang điều khiển pháp trận. Nàng ta thấy cảnh tượng này thì sắc mặt đập tức trắng bệch. Có điều nàng ta chốt cuộc cũng là tu sĩ trúc cơ, đã kinh qua không ít trận chiến. Biên tục này đã là thời khắc sinh tử mấu chốt, tuyệt đối không thể để cho tu sĩ nguyền dường tổng phá trận. Nếu không sinh tử nằm trong tay con người, với quan hệ giữa hai đại môn phái, e rằng bọn họ không có khả năng sống sót. Nữ tu sinh đẹp không hề chậm trễ, một dòng máu chảy trên trận bàn. Trong bàn tay nàng liên tục đánh ra hơn bởi đạo pháp quyết nhất định phải khôi phục và duy trì trận pháp. Nơi này cách thiên không thành không xa. Nàng ta tin rằng chỉ cần dựa vào trận pháp mà kiên trì thì nhất định có thể nhờ viện bình đến nơi. Đến lúc đó nhất định có thể giải quyết khốn cảnh bây giờ. Năm người tiêu ngọc ở bên ngoài trận pháp thấy được rõ hiệu quả của đòn tấn công, không hề do dự điều khiển pháp khí bay vòng vòng tích trữ sức mạnh. Đồng thời anh sang hạ xuống gia tăng sức mạnh hai món pháp khí đồng thời tấn công trận pháp muốn nhanh chóng đột phá. Thực lực của phe mình tuyệt đối có thể thắng được tu sĩ hợp hoan môn. Chỉ cần loại bỏ được tầng trở ngại của trận pháp này thì chuyện hoàn thành nhiệm vụ vốn có thể nói là vô cùng đơn giản. Trong lúc đấu pháp, Lương Ngọc sẽ phóng ra thần thức lấy bản thân làm trung tâm che phủ phạm vi một dặm xung quanh. Chỉ cần có động tĩnh nhỏ là đã có thể nhanh chóng phản ứng lại. Không phải là hắn không thể che phủ xa hơn, mà là do không cần thiết phạm vi thần thức che phủ được càng rộng thời gian càng lâu thì cái nặng đối với nguyên thần lại càng lớn không thể che phủ phạm vi lớn trong khoảng thời gian dài được sắc mặt của hắn lạnh lùng pháp lực trong dòng chảy tràn vào từ mẫu truy hồn đao và con dấu màu hồng tinh quang của hắc sắc kiếm đao đã hóa thành dài hai thước rộng ba thức trở nên mạnh mẽ mặc sức tàn ra uy thế lớn mạnh độc nhất chỉ thuộc về pháp khí cực phẩm mang theo khí thế kinh người chém về phía lồng ánh sáng màu đỏ. Đường theo pháp lực tràn vào, con dấu màu hồng vừa được lấy ra, đang nhanh chóng phồng to ra. Trong chớp mắt đã to cỡ căn nhà tranh, linh quang lấp lánh, khí thế mạnh mẽ, nặng nề bao phủ lấy lồng ánh sáng màu đỏ này. Theo độn quang hạ xuống, tam vị tu sĩ trúc cơ của quyền dương tông rút tay lại, khởi động thế tấn công vừa nhanh vừa gấp, không hề cố ý định nương tay. Nơi này cách thiên khung thành quá gần Trạm canh gác của hợp hoan môn Đã phóng truyền âm phủ ra Đã vậy thì chắc chắn không bao lâu Thiên khung thành sẽ nhận được tin tức Chuyện liên quan đến tính mạng Bản thân và gia đình Thời khắc tranh đoạt từng giây từng phút này Không ai dám đường tay cả Phân biệt công việc nặng hay nhẹ Việc gấp hay không gấp Và trong tình huống này Lương Ngọc cũng không giấu rốt quá nhiều Ngoài trừ không sử dụng các bí thuật át chủ bài ra thì hắn đã phát huy bảy phần sức mạnh còn mạnh hơn một phần so với một tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ khác trong đội ngũ lúc này ưu thế của ma hỏa luyện nguyên đã bắt đầu bộc lộ pháp lực của hắn sau khi trải qua hai lần rèn luyện ma hỏa trên toàn bộ phương diện thì đã trở nên vô cùng tinh thuần thâm hậu sự tinh thuần và thâm hậu vượt xa tu sĩ trúc cơ sơ kỳ bình thường cùng một uy năng nhưng lưu ngọc tiêu hào pháp lực ít hơn nhiều so với trúc cơ sơ kỳ bình thường rất có lợi cho tác chiến đấu dài lần này đến đây đều là tu sĩ trúc cơ có tiếng tăm từ xưa tu vị trúc cơ trung hậu kỳ là chiếm phần lớn lấy ra hai món pháp khí cực phẩm đồng thời cũng không nói nhiều lời mà bắt đầu tấn công trong hai tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ có một người khiến cho lưu ngọc chú ý đó là một vị cung trang nữ tu khi chất trong trèo lạnh lùng thậm chí nàng ta còn lấy ra linh khí thượng phẩm hạn độn quang xuống sau đó lập tức thi triển linh khí biến hình linh khí biến thành ảo ảnh của một con thanh mãng thật lớn dài khoảng hai ba trượng dùng tu vi trúc cơ hậu kỳ điều khiển linh khí thượng phẩm vì thế bao trùm tới toàn trường khiến cho người ta phải chú ý xem ra đã sử dụng khoảng tám chín phần sức mạnh hoàn toàn không có ý định sẽ đường tay hắc sa kiếm đào của điều ngọc con dấu màu hồng linh khí thanh mãng của công trang nữ tu. Bên phía nguyên dương tông, tổng cộng có 16 món pháp khí cực phẩm, tất cả đều tấn công cùng một lúc. Che giấu hoàn toàn ánh sáng của lồng ánh sáng màu đỏ, mang theo khí thế hùng mạnh và đủ mọi linh quang cũng theo tấn công lồng ánh sáng màu đỏ. Ở phía sau bọn họ, chủ trắc phòng mang theo hơn 50 đệ tử luyện khí kỳ còn lại đã không còn xa nữa. Tên lực của tám tên tù sĩ trúc cơ dốc toàn lực là điều mà rất nhiều tu sĩ luyện khí kỳ chưa từng thấy qua. Đám đệ tử trong nhiệm vụ lồng ánh sáng màu đỏ nhìn thấy một màn này. Sắc mặt của rất nhiều người đều trở nên trắng bệch như tờ giấy, sinh ra luồng ớn lạnh từ tận đáy lòng. Thế nhưng suy cho cùng thì bọn họ cũng không phải là những kẻ vô tích sự. Mặc dù trong lòng sợ hãi nhưng cũng biết bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ lung tung. Nếu điều, điều không muốn sau khi trận địa bị phá vỡ phải cầu xin kẻ địch tha mạng, thì vào lúc này chỉ có thể dốc hết sức mà làm. Đủ mọi loại linh phủ cấp thấp như hỏa cầu, băng chùy, phong nhận, trưởng tâm lôi đều hướng ra ngoài đồng ánh sáng màu đỏ mà ném đi. Còn có từng cái tường đất, tường băng nhô lên từ trong mặt đất, chắn ngay trước đồng ánh sáng màu đỏ, với ý định dốc một phần sức mạnh mong manh. Những tên đệ tử hợp hoan môn này đã rất rõ rằng phía bên mình đã rơi vào thế hạ phong nếu như trận pháp vẫn còn có thể chống đỡ tiếp được. Nếu không có trận pháp, thì e là sẽ trở thành tình huống đơn phương tàn sát, dễ như bẻ cành củi khô thôi. Liên quan đến sự sống và cái chết, bọn họ không hề tiếc rẻ, mà liên tục ném ra từng tấm linh phủ, giống như không cần linh thạch vậy. Sống hay chết, nếu người gắm vào trận pháp, hai vị sư đệ xin hãy dốc hết sức mình, chống đỡ được đòn tấn công này, các đồng bọn khác sẽ chạy tới ngay thôi. Nữ tu sinh đẹp vốn bởi vì bắt đi một giọt máu mà sắc mặt trở nên tái nhợt. Thế hơn 10 món pháp khí cực phẩm cùng lúc tấn công. Trong lòng hoàng hốt, sắc mặt tái nhợt thêm. Nhưng nàng ta biết mình là người có tu vi cao nhất ở đây. Tuyệt đối không thể để lộ ra vẻ bối rối. Cho nên đã lập tức tự trấn tĩnh mình đồng thời ra lệnh cho hai người ở bên cạnh mình gần nhất. Trong lúc thần thức truyền âm, động tác trong thành tự tu xinh đẹp cũng không dừng lại ép ra liên tiếp ba tấm phủ lục trúc cơ kỳ bên thành một lượng lớn băng tinh màu đỏ kim phòng lấp lánh sấm xét màu lam dài hài thước nghênh đón pháp khí cực phẩm ba thứ này đều đã pháp thuật mà trúc cơ hậu kỳ mới có thể thi triển được chế tạo thành linh phủ mỗi một tấm đều giá trị khoảng 350 linh thạch nhưng lúc này nữ tu xinh đẹp lại bất chấp liên tiếc không đỡ làm xong những thứ này nàng ta vẫn chưa thỏa mãn bàn tay xinh đẹp với móng tay sơn màu đỏ vỗ ngực một cái Sức sự trung chuyển của núi non chập trùng lại thêm hai giọt máu tươi phun ra từ miệng của nàng nàng ta bất chấp đến tổn hại của nguyên khí nhanh chóng dung nhập máu tươi vào trong trận bàn trước người sau đó nàng ta liên tiếp đánh ra pháp quyết khiến cho trận pháp nhanh chóng khôi phục hơn nữa uy năng còn khôi phục hoàn toàn làm xong những thứ đó có thể làm được Đứa tu sinh đẹp mới thở phào nhẹ nhõm Đồng thời nàng ta cũng cảm nhận được Bà tên đồng bôn trúc cơ kỳ Mang theo đệ tử luyện khí kỳ Đã đến gần Lúc này thầm vui mừng Liên quan đến sự sống và cái chết Phần lớn các tu sĩ hợp hoàn bồn Đều dốc hết sức mình ứng phó Chỉ có rất ít tu sĩ ánh mắt dao động Nhìn trái nhìn phải Chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào Dưới sự va chạm hết sức ác liệt Của các pháp thuật cấp thấp như hỏa cầu băng chùy nhưng vẫn không thể ngăn cản được mũi nhọn của pháp khí cực phẩm bên phía nguyên dương tông ngay cả chuyện kéo dài thời gian trong chốc lát cũng không thể làm được đủ một loại pháp khí của các đệ tử hợp hoan môn theo sát đó lao tới giống như lấy trứng chọi đá vậy sự tranh lệch giữa tu vi chất lượng pháp khí vô cùng lớn khiến cho nó không hề có kẻ thù đa số các pháp khí trung hạ phẩm đều bị phá hủy về một đòn linh quang biến mất sau đó rời xuống đất pháp khí thượng phẩm cũng bị đánh bay hơn đã còn chịu những mức độ tổn hại khác nhau không sửa chữa thì sẽ không thể nào sử dụng được như bình thường những thương này đã ngăn cản khoảng một hai hơi thở nhưng rất nhanh đã bị hơn 10 món pháp khí cực phẩm và linh khí loại bỏ không hề dừng lại mà tiếp tục tấn công về phía lồng ánh sáng màu đỏ sau khi pháp khí của đệ tử hợp hoan môn chính là băng tinh màu đỏ do ba tấm linh phủ của nữ tu sinh đẹp phóng ra. Kim phòng lấp lánh và với sấm sét màu lam. Bọn họ không lựa chọn phương án cứng trọi cứng, đấu đầu với toàn bộ pháp khí, mà lựa chọn cản đường, chuyên chọn nắm trái hồng mềm. Tường mẫu trì hồn đao và con dấu màu hồng của Lưu Ngọc đã nhanh chóng nhận được sự chăm sóc của băng tinh màu đỏ kia. Bởi do thể tích quá lớn cho nên con dấu màu hồng đã bị tấn công cùng một lúc quá nhiều bị đánh cho thất bại liên tục khi thế bắt đầu suy giảm linh quang cũng dần trở nên ảm đạm tường mẫu truy hồn đao quét qua một lượt biến mất mấy viên băng tinh màu đỏ thành tương mảnh nhỏ biến thành linh khí tinh thuần rồi tiêu tan nhưng sau đó lại có băng tinh không ngừng lấp đầy chỗ trống đánh vào thân kiếm tử mẫu truy hồn đao không thay rồi sắc mặt của lưu ngọc trầm xuống hắn vội vàng thay đổi pháp quyết trên tay không chế từ vẫu truy hồn đao lùi về sau còn dấu màu hồng lấy nó làm yểm hộ tạm thời để tránh mũi nhọn tấn công cũng không biết màn bờ băng tinh bầu đỏ này là pháp thuật gì do hai loại thuộc tính băng hỏa khác nhau cấu tạo mà thành bên ngoài là băng bên trong là hỏa phụ trợ nhau tạo thành đạt tới cân bằng kỳ lạ sau khi vỡ ra còn có loại nhiệt rất nóng ăn mòn pháp khí một cách kỳ lạ thậm chí còn làm tổn hại được cả pháp khí cực phẩm, còn hơn hẳn kim phong tán hình thuật và huyền điều liệt diễm thuật quen thuộc của hắn ba phần. Dưới tình huống không thể phát huy hoàn toàn sức mạnh, lung ngọc không thể không tránh né vũi nọ. Tường bảo truy hồn đao là pháp khí truyền công phạt, trên thân kiếm phần lớn là các phủ văn tấn công. Mặc dù uy năng mạnh mẽ, nhưng phòng ngự của bản thân lại không mạnh. Trải qua một trận tôi luyện của băng tinh màu đỏ linh quang đã có chút ảm đạm. Thành pháp khí này đã đi theo hắn nhiều năm như vậy, nếu như không phải bị loại bỏ do lỗi thời, nếu không Lưu Ngọc cũng không muốn vứt bỏ một cách dễ dàng. Đối với màn vừa băng tinh màu đỏ, vừa uy năng lại vừa dữ dội này, Lưu Ngọc lựa chọn điều khiển hai món pháp khí lùi về sau, từ bỏ cơ hội tấn công lồng ánh sáng màu đỏ lần này. Cho dù uy năng của nó mạnh mẽ đến thế nào, nhưng từ đầu đến cuối cũng chỉ phóng phủ lục ra chắc chắn không chế xoay chuyển không phải thoải mái như pháp thuật tự tay phóng thích lưu ngọc từ bỏ cơ hội tấn công chắn con dấu màu hồng ở phía trước tìm kiếm điểm yếu của màn mưa băng tinh tập trung phòng thủ tổn thất của pháp khí cũng lập tức chậm lại ở trước mặt pháp thuật không biết tên vợ uy năng lớn mạnh như thế này tổn thất của con dấu màu hồng là không thể tránh khỏi nếu sau trận chiến này mà không sửa chữa thì chỉ sợ không thể sử dụng được nữa. Nhưng Lưu Ngọc cũng không phải là thảm nhất. Một tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ cũng chấp hành nhiệm vụ lần này, trông còn thê thảm hơn hắn rất nhiều. Bản thân của hắn cũng rơi vào thế hạ phong. Sau khi hoàng sắc phi kiếm của hắn ta, dưới uy lực hung hãn của sấm sét màu lam, ta lập tức bị đánh trúng mà không kịp phản ứng. Một đòn này làm cho linh quang của nó ảm đạm rồi rơi xuống đất cũng không biết có thể sử dụng được nữa hay không nhưng uy năng của sấm sét màu nam cũng bởi vì vậy mà tiêu hao gần như không còn gì điều này khiến cho sắc mặt của người nọ vô cùng khó coi một món pháp khí cực phẩm cần khoảng một ngàn linh thạch đây đối với tu sĩ trúc cơ mà nói cũng không phải là số lượng nhỏ hắn ta lập tức dùng pháp lực cổ động không chế một thanh pháp khí khác càng ra sức tấn công hơn nữa giống như muốn phát tiết tức giận trong lòng ra nữ tu xinh đẹp sử dụng tinh phủ tạm thời ngăn cản được bốn món pháp khí cực phẩm của bên nguyên dương tông mà hơn thế nữa hai tên tu sĩ trúc cờ của hợp hoan môn cũng dốc hết toàn lực ngăn cản pháp khí trong đó bốn món pháp khí cực phẩm trong đó nhưng vẫn có bảy món pháp khí cực phẩm cộng thêm một món linh khí thượng phẩm không chịu được sự ngăn cản cùng cấp bậc tiếp tục đánh phá trận pháp tiêu trừ pháp thuật phát huy của các tu sĩ luyện khí kỳ bên kẻ địch một cách dễ dàng. Có điều uy năng có mức độ tổn thất không giống nhau. Cuối cùng đánh phá vào trận pháp được hình thành trên lồng ánh sáng màu đỏ. Liên tiếp, vài tiếng nổ lớn vang lên, còn chấn động dữ dội hơn so với lần trước. Đệ tử hợp hoàn môn đứng ở bên cạnh trận pháp, vội vàng lùi về sau, hình như cảm nhận được mặt đất đang chấn động nhẹ nhàng con mãng xà khổng lồ màu xanh với sức mạnh kinh người được biến thành từ linh khí thượng phẩm cuối cùng cũng đã xuất hiện nó khiến người ta chú ý nhất và cũng nhận được nhiều chú ý nhất cho nên tốc độ nhanh nhất lại tụt lại cuối cùng nó không hề xinh đẹp đụng vào luồng ánh sáng màu đỏ phát ra tiếng nổ lớn đình tài nhức óc trong suy nghĩ suy cho cùng con mãng xà khổng lồ màu xanh này là do linh được tạo thành lúc này tiếp xúc với luồng ánh sáng nên đã xảy ra phản ứng kịch liệt. Bắt đầu từ phần đầu nhanh chóng tiêu tán, dần hiện ra bản thể của linh khí thượng phẩm này. Một cây trâm cải tóc rất dài màu xanh biếc. Âm! một tiếng nổ lớn lấn át những âm thanh khác. Mặc dù y năng của lồng ánh sáng màu đỏ đã phục hồi toàn diện, nhưng chịu sự tấn công cùng một lúc của bảy món pháp khí cực phẩm trước mặt, uy năng lại suy yếu đến một mức thấp nhất. Lại chịu một đòn mấu chốt này, lập tức xuất hiện một vết lõm trong suốt dài hơn hai thước. Đợi đến khi con mãng xà này tiêu tán hiện ra bản thể, bị cây trâm cải tóc màu xanh biếc tấn công, thế nhưng chỉ bị đâm ra một cái lỗ to bằng trứng ngỗng, linh quang tổng thể cũng chỉ ảm đạm một khoảng nhỏ. Mà cây trâm cài tóc màu xanh biếc cũng gần như đã cạn kiệt năng lượng. Một nửa cây trâm đâm vào trong lồng ánh sáng màu đỏ. Một nửa lại còn ở bên ngoài dù có thế nào thì cũng không thể mở rộng thành quả chiến đấu chỉ có thể lui về sau ra sức tấn công thêm một lần nữa suy chút nữa trận pháp đã bị phá nữ tu sinh đẹp chủ trì trận pháp trong bảo quãng tử tinh bị cắn trả chợt phun ra một cụm máu tươi nhưng mà nàng ta lại không sầu muộn thay vào đó lại lộ ra ý cười bởi vì ba vị đồng môn khác đang tới nữ tu sinh đẹp cũng nhanh chóng trao đổi với những người tới đây tổng cộng có 6 tên tu sĩ trúc cơ, ba người chủ trì trận pháp, ba người phụ trách ngăn cản tấn công của tu sĩ bên địch. Tu sĩ tuyển khí kỳ thì dùng pháp khí pháp thuật quấy nhiễu tu sĩ cả địch, ra sức phần tán tinh lực của tu sĩ tập kích. Hình như danh vọng của nữ nhân này không thấp. Trong tình huống nguy cấp, tu sĩ trúc cơ đều bằng lòng nghe theo sự điều khiển. Tất cả các tu sĩ lập tức mỗi người một chức vụ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi hơn hai hơi thở, đã mỗi người một vị trí. Nói thì chậm, nhưng diễn ra rất nhanh. Từng quên Dương Tông phát động đợt tấn công thứ hai, đến khi chấm dứt, thời gian gắn gũi chưa đến năm hơi thở. Màn vỡ băng tinh màu đỏ ở bên kia, trải qua khoảng thời gian này, rốt cuộc cũng đã hào hết. Thế nhưng con dấu màu hồng đã trọng chất vết thương. Đối diện với đáy băng tinh màu đỏ có từng dấu vết khắc sâu, linh quang pháp khí cũng suy yếu một phần lớn. Lương Ngọc đoán trưởng uy năng của nó bây giờ cũng không khác gì pháp khí thượng phẩm thôi. Với mức độ tổn hại này, cho dù có sửa được thì cũng không tránh khỏi uy năng sẽ giảm xuống một chút. Trong lòng có chút cảm thấy đáng tiếc. Bây giờ con dấu màu hồng không thể tham gia chiến đấu cấp bậc trúc cơ được nữa. Lưu Ngọc chỉ đánh thu vào trong túi trữ vật. Lấy cờ kim cương và diệu kim cùng ra, xót vào một luồng pháp lực. Cờ kim cương chậm rãi dâng lên, lơ lửng lay động xung quanh cơ thể tâm điểm vừa động là đã có thể chống đỡ đòn tấn công có thể đến sau đó một tay nắm cầm thân cung một tay kéo dây cung mũi tên màu vàng rất nhanh đã được ngừng tụ thành hình dùng tần suất một hơi thở một tiễn bắn về phía lồng ánh sáng màu đỏ bốn bón pháp khí được lấy ra lần này có mua có thu giữ cộng thêm một khoản tài nguyên tù tiền lớn thu được từ hoàng gia lần trước thêm một hai món cực phẩm pháp khí cũng coi như tạm được, nhưng có điều lại gây ra nghi ngờ. Dù sao đối với tù sĩ Trúc Cơ mà nói, vốn dĩ pháp khí cực phẩm là một món pháp khí nhân thủ, mà thân ở tiên tuyến, chém giết tù sĩ kẻ địch, thu hoạch pháp khí để là chuyện vô cùng bình thường mà thôi. Làm sao có thể như vậy được chứ? Tù sĩ Nguyên Dương Tông thấy hình như trận pháp bao phủ mỏ quặng đã sắp sụp đổ rất nhanh đã có thể hoàn thành nhiệm vụ tông môn. Hơn được trắng trận cướp đoạt cơ hội ở trước mắt một ven, thì sao có thể từ bỏ được? Sau khi kết thúc một đợt tấn công có chút giữ sức, lập tức phát động thêm đợt tấn công tiếp theo. Có người dốc hết sức lực, sử dụng pháp khí vẫn chưa thỏa mãn, pháp quyết trên tay cũng thi triển liên tục, các loại thuộc tính trúc cơ kỳ cũng chậm rãi thành hình. Đồng môn đều có thể hiện, trước mắt biết bao nhiêu người, Lưu Ngọc cũng không tiện vẽ đường đi. Dây cung được kéo căng khẽ dừng lại. Lấy từ trong túi chữ vật ra một tấm kim phong tán hình phù trót vào một luồng linh lực dẫn động pháp thuật phong ấn trong đó. Hóa thành một trận kim phong thực cốt tiêu hồn thổi bay đến lồng ánh sáng màu đỏ kia. Đợt tấn công này còn mãnh liệt hơn so với đợt trước nhưng đáng tiếc hiệu quả lại không tốt như lần trước. Trong mỏ quặng tu sĩ hợp hoan môn đã kịp phản ứng lại đều ở trong trận pháp dốc hết sức phòng thủ. Tu sĩ trúc cơ chủ trì trận pháp có tới ba người, còn có bảy tám tên tu sĩ luyện khí kỳ ở bên cạnh hỗ trợ, khiến cho trận pháp phòng ngự lực gia tăng vững mạnh. Tại thời điểm đợt tấn công tiến đến đã từ đỏ tươi chuyển thành đỏ thẫm. Cứ như vậy, áp lực của tu sĩ hợp hoàn môn được giảm bớt, thậm chí còn dư lực khống chế trận pháp đánh ra những đợt tấn công ngẫu nhìn gừng tụ thành một chùm ánh sáng màu đỏ bắn về phía pháp khí tập kích đòn tấn công này không hề thua kém pháp thuật uy lực lớn như kim phong tán hình thuật huyền tiểu liễn diễm thuật chỉ yếu hơn màn mưa băng tinh màu đỏ một bậc triệu pháp khí cực phẩm do tu sĩ trúc cơ trung kỳ khống chế đều bị đánh cho lùi lại một khoảng cách lớn đòn tấn công này không hề thua kém pháp thuật uy lực lớn như kim phong tán hình thuật pháp khí pháp thuật mỗi một thứ đều có sở trường riêng của mình. Một vài pháp thuật về uy lực lớn không hề yếu hơn nửa phần so với pháp khí tinh xảo. Những khuyết điểm cũng rất rõ, đó chính là tốc độ thi triển pháp thuật quá chậm, thua xa pháp khí, pháp bảo đơn giản, dứt khoát mà nhanh chóng. Cho nên dần dần đã bị đào thải. Bây giờ tu tiên giới đã rất ít khi thấy tu sĩ chuyên dùng pháp thuật để đối đầu với kẻ địch. Mà sẽ dùng các loại pháp thuật với uy lực lớn để chế tạo thành phù lục. Đó là cách để giải quyết vấn đề này một cách tốt đẹp nhất. Lúc đối đầu với kẻ địch thì chỉ cần truyền một tiếng pháp lực là có thể dẫn động pháp thuật bên trong. Nhưng loại phù lục này cũng không ngoại lệ. Bán ra cũng không rẻ. Chỉ dùng phù lục để đối địch thì đây được coi là hành vi đốt linh thạch. Tôi sẽ bình thường không chấp nhận nổi cái giá này, cho nên phần lớn bọn họ chỉ mua một hai tấm để dùng bổ sung đấu pháp. Sau khi đánh kim phòng tán hình phủ Lưu Ngọc tiếp tục sử dụng hai bón pháp khí tấn công, lại bị một tên tu sĩ trúc cơ của hợp hoàn môn trong trận pháp ngăn cản, không thể tấn công được trận pháp. Dưới tình huống chỉ có thể phát huy bảy phần sức mạnh như này, thì thật đúng ra không biết phải làm gì với đối phương. Mặc dù là như thế, nhưng Lưu Ngọc cũng không có ý định sẽ xuất ra toàn bộ sức mạnh của mình. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like đăng ký kênh ủng hộ tuấn anh nhé tuấn anh xin chân thành cảm ơn